bằng một cách ngẫu nhiên, bảng F của Rap Việt, các mùa lúc nào cũng là những cuộc đối đầu đầy căng thẳng của các nón vàng. Bảng F luôn là một bảng đấu đầy hấp dẫn của các mùa Rap Việt. Ở hai mùa đầu tiên, cách lựa chọn tương đối may rủi. Cũng vì sự may rủi này, ở mùa 1, bảng F là nơi hội tụ đến 8 chiếc nón vàng. Huấn luyện viên Kazik miêu tả bảng F năm đó là cực căng với 3 cái tên đều nhận được nón vàng tại Rap Việt mùa 1. Trong số đó, Ricky Star được 4 chiếc nón ở vòng 1 và chiếc nón của huấn luyện viên Kazik ở vòng 2. RIC lại là chủ nhân chiếc nón vàng đội huấn luyện viên Suboy tại vòng 2. Trong khi đó, Lăng LD nhận nón vàng từ giám khảo Rimer Stick ở vòng 3. Và Uno Big Boy Team Kazik được huấn luyện viên Beans tung nón vàng cứu ở vòng 2. Cân sức, cân tài nhưng cuối cùng cả hai giám khảo đã quyết định người chiến thắng vòng này, chính là Ricky Star. Sau màn đối đầu 8-3 đầy căng thẳng với người đàn em thuộc tổ đội OTD là Lăng LD. Sau đó, Lăng LD được cứu bằng chiếc nón vàng để tiến vào chung kết. Ở mùa 2, ở bảng đấu F là sự xuất hiện của những cái tên đầy năng lượng như Sechens với 4 chiếc nón vàng ở vòng 1, Liu Vin với 1 chiếc nón vàng và 2 nhân tố Baby Gang, Impassible đã tạo nhiều dấu ấn trước đó. Trước phần thi xuất sắc của Sechens và Liu Vin, hai giám khảo gia Sturdy, LK đã có những sự lựa chọn khó khăn. Sau một hồi tranh đấu tư tưởng, giám khảo gia Sturdy đã tuyên bố lựa chọn Sechens và giúp cho Team Kazik có thêm một chiến binh bước vòng chung kết. Giám khảo LK bất ngờ nêu quan điểm rằng người anh lựa chọn là Liu Vin và tung ra chiếc nón vàng quyền lực. Ở bảng F của Rap Việt mùa 3, khán giả được chứng kiến màn tinh hoa hội tụ với những át chủ bài của các đội. Lần lượt hai nón vàng SMO, đội huấn luyện viên Andrei Han và 24 Karai, đội huấn luyện viên BJ được xếp vào bảng đấu vốn dĩ đã có sẵn Pháp Kiều, thí sinh được đánh giá mạnh nhất của đội huấn luyện viên Big Daddy. Ngoài ra, tại của đội huấn luyện viên Thái Việt Di chưa bao giờ là một đối thủ yếu. Đây được xem là một trong những bảng đấu khốc liệt nhất trong lịch sử Rap Việt, các mùa giải. Chính vì vậy, nhiều khán giả đang chờ đợi phần bứt phá của các thí sinh góp mặt trong bảng đấu này. Bạn có dự đoán ai sẽ là người chiến thắng bảng đấu được gọi là tử thần của Rap Việt mùa 3? Hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận để mọi người cùng thảo luận.